Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Giờ. Mình đi tàu lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là sân Gò Sòi mới. Đây là sân trong 704 sạc 6 quận Bình Tân, hơn lô 2 quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là kèo 44. Quá ghê. Đi chứng hành ông kính làm là tem của Quý Phụng Bến Bã Sóc Trăng. Còn bên kia là cô Phúc Ray, biên số 4, anh chàng khoảng 1m6 thôi, nhưng đam mê nhạc rapper Phúc Ray. Còn bên kia là bộ đội Vua Địa Đòn, tài trợ cho chương trình này. Quá ghê cho Phúc Ray. Một pha nổ sân đầy quy lực vừa rồi của Phúc Ray. Hai một. Đẳng cấp bóng rồi, quy lực của Phùng. Đây, sân bị cái gì rồi? Gì đấy, coi đạp đạp mấy gì đó. Đạp đinh rồi. Đạp đá, đạp đinh gì rồi, nguy hiểm quá. Mò đâu coi. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Quay lại tất cả các sân bóng nhộn nhịp đủ thứ các kiểu. Các bạn hãy ủng hộ, đăng ký, share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Phục Ray. Phản công cho Quý. Tài trái của Quý đầy quy lực các bạn ơi. Các bạn thấy chứ, Quý rất tròn trẻ. Tầm khoảng 1m75-76 vậy. Lại là bộ đội. Một pha giật kỳ của Phúc Ray. Phản công cho Quý. Một pha xử lý hay gì rồi của Quý tay chay. Đây là sân ngoài. Đây là sân ngoài. Kèo chế. Hiện tại sau cơn mưa, mặt sân đã trở lại bình thường. Bộ đội. Một pha trắng bóng quá hay gì rồi của Phụng. Đường Bá Trân hỏi bộ đội Tâu Na Bòn, bộ đội đi đâu về đâu. 5-2 nghiêng về cho Bến Bạ Cù Lao Dung Sóc Trăng. Phúc Ray, một pha lọt trắng của Phụng gì rồi của Phúc Ray. Thật sự bên kia là công chính là Phúc Ray nha các bạn, chàng trai gầy gầy thật sự rất quy lực. 3-5. Quý. Quá ghê, lại là nổ sân nữa rồi. Các bạn thấy các cầu thủ trẻ hiện tại bây giờ không? Có rất nhiều cầu thủ trẻ đang ẩn nấp khắp nơi. 6-3. Bộ đội làm gì đây? Phúc Ray. Quá hay cho Phúc Ray pha bóng gì rồi. Quýnh ghê quá. Quýnh tốt. 4-6. Buôn ra môi. Bổng quá ghê, lại là nổ sân nữa rồi. Lại là nổ sân. Bên đây là cặp bà chồng là Quý Phụng Bến Bạ Sóc Trăng. Tay phải và tay trái rất tuyệt vời. Còn bên kia tay trái của bộ đội không biết như thế nào. Quá ghê cho Phúc Ray. Một pha đầy quy lực giờ của Phúc Ray. 5-7. Sáu bảy. Bảy đều không Phúc Ray. Một pha trắng bóng tốt kìa rồi của Quý. Quý tay trái, Phụng tay phải là cặp bà chồng của Quý Phụng Bến Bạ Sóc Trăng. Tám sáu đổi sân. Flip roll, flip roll.
Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đa mỏi và gáy 145.000 một chai. À, xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò và Đại Lâm Chuyện Bên Lề cùng Lip Pro. Phục Ray quá hay, một pha phòng thủ hay của Tâm, phản công cho Quy quá hay, vẫn còn phản công cho Phụng quá hay, pha banh này quá hay các bà, Quy quá hay, vẫn còn tiếp tục cho bạn ơi, pha banh này quá hay, quá ghê, một pha nổ sân đầy quy lực rồi của Quy. Thật sự Quý tay trái Phụng, hai cái máy bên kia nổ sân liên tục các bạn ơi. Bên này có thể nói là Phúc Ray 1m6, còn bộ đội 1m8. Bộ đội vô đây làm gì đây các bạn ơi, nãy giờ không thấy bộ đội làm gì hết. Chính sao? Các bạn hãy chờ xem bộ đội là đây. Vừa nói xong bộ đội trả miếng lại liền. Mãi chân. Tỷ số này là 7-9. Lại phát bóng hỏng nữa rồi. Không bảy. Phản công cho Phụng. Một pha có phần may mắn gì rồi cho Phụng, biên số 4 bến bạ Sóc Trăng. 11-7. Lại là Tâm phát bóng hỏng. 81. Một pha chớp trên đầu ngón tay quá hay gì rồi của Phụng. 12-8 đang nghiêng về cho tem bến bạ Quý Phụng của Sóc Trăng. Các bạn hãy chờ phút giây làm gì đây, bộ đội bóng tốt đừng y. Chín mươi hai lại là phát bóng hỏng nữa rồi, phút giây là người phát bóng hỏng. 13-9. Lại là hỏng bước một gì rồi của tem Tây Ninh cùng bộ đội. 14-9. Phép màu nào cho bộ đội và tem trẻ Tây Ninh vào bờ đây. Lại là Tâm bến bạ Sóc Trăng. Bên kia là ba là Tâm, Quý Phụng là bến bạ Sóc Trăng. Tăng Cường chơi hai là đường Bá Trân, quận 12. 10-14. Quý. Một pha trắng quá hay gì rồi của Danh. 11-14. Mười hai mười bốn. Thư kè đè luôn. Trận đấu đang trở nên rất hay rồi. Không. Quý. 13-14. 13-14 rồi. Thật sự trận đấu rất hay. Đúng là bộ đội. Bộ đội người lính kiên cường. Đáng tiếc và mong giờ lời cho Danh. Thật sự đáng tiếc cho Danh các bạn à. Pha công đáng tiếc thật sự, một pha cho không tình cho không biết không. Và một pha nổ sân gì rồi của Quý tay trái bên kia. 15-13. Thật sự rất đáng tiếc. 15-13. Quá hay cho phút đây. 14-15. 14-15. Thật sự pha bóng rồi. Đáng tiếc cho Danh mũi giữa của Tây Ninh.
14 đều không? 14 đều, 15 đều không? 15 đều. 15 đều. 15 đều. Có thể nói trận đấu quá hay, quá hấp dẫn. 15 đều. Cơ hội cho ai đây? À, không tin được, không tin được. Thật sự không tin được các bạn ơi. Một trách banh Quý Phụng Tâm đường ba chân. Tem của bên bà, thật sự không tin nổi điều gì đang xảy ra các bạn phá bóng như rồi. Bộ đội và anh em trẻ Tây Ninh Phúc Ray vào bờ thoát tim, nín thở các bạn ơi. Các bạn thấy nhớ xe và le và xe xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật sự một xích bóng không thể tin được. Tem của đội vào bờ không thể tin được.